Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu một sản phẩm, đó là kính ốp tròng nhìn xuyên tháo bài được nhập khẩu từ Mỹ với công nghệ 4D vô cùng sắc nét. Khi đeo vào thì mình có thể nhìn xuyên bài của đối thủ. Và hiện tại bên em số lượng mặt hàng này đang rất là nhiều, chuyên cung cấp xỉ lẻ trên toàn quốc. Anh em nọ gần có thể đến xem và test hàng trực tiếp. Anh em nọ xa thì gửi về nhà tặng nhà. Còn có anh em ở nước ngoài thì em sẽ gửi bằng chuyển về đường hàng không. Nên là các anh yên tâm về cái vấn đề đó. Và bây giờ em xin biết giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm bên em. Cái đây là một bộ kính ốp tròng thiết kế rất là đẹp nha các anh. Gồm hai con lens mét, bộ này gồm hai con lens mét. Khi đeo vào thì đối thủ sẽ không bao giờ phát hiện được, bên em bao toàn bao chuẩn cho các anh và được bảo hành 1 năm nha. Với thiết kế siêu mềm siêu mỏng, khi đeo vào thì không gây ảnh hưởng, không gây đỏ mắt, không gây cọp mắt, không có, nó giống như mắt bình thường, không khóc gì cả. Còn cái này là cái hộp thủy tinh mini để dành cho các anh em đi chơi xa. Khi đi chơi xa thì mình bỏ vào xong mình có thể đến những nơi như nhà vệ sinh hoặc là phòng kính, mình đeo vào xong mình vào cuộc chơi rất là bình thường luôn, không hề trở ngại gì cả. Và đây là nước bột của mấy em. Nếu anh em nào mà chơi chưa lần đầu sử dụng thì chưa rành thì các anh có thể dùng thêm cái bộ phận hỗ trợ là như là cái gắp này thôi. Còn các anh em nào chơi dùng lâu rồi thì mình có thể dùng tay, rất là đơn giản và rất là tiện lợi. Và đây là những mẫu bài bên em. Bên em có rất nhiều mẫu bài. Và là bài này là nó như bài ngoài chợ, nó không khó gì bài ngoài chợ hết. Nhưng mà đặc thù bên em là đã về phủ một lớp nano lên rồi. Nó đi thêm kèm với bộ kính này thì khi đeo mắt kính vào thì mình sẽ nhìn xuyên tháo bài nha. Và nếu mà có anh ở địa phương hay là có anh ở nước ngoài mình chơi, nếu mà yêu cầu mẫu bài nào ấy thì cứ chụp hình cái mẫu đấy xong gửi qua bên em, thì bên em gửi đúng mẫu về cho các anh. Nên là phần mẫu bài thì các anh yên tâm. Và bây giờ em xin test thử bài cho các anh xem. Đây là những cây bờ ngoài chợ thôi nhưng mà đã phủ một lớp nano lên rồi nên là nó không khó gì. Ca này nha mọi người. Ba này nha mọi người. Ba đây, đây là cây ba. 5. Đây là số 5 này nha. 5K. Đây là cây K này. Đó, em đã test những, em test cho mọi người xem này. 2. Số 2 này nha mọi người. 9. Đây, số 9 đây. 9 là móc khóa. 10 là chữ thập. 10 là chữ thập nha mọi người. Mấy cái đó nếu mà các anh em chơi xong mua thì em sẽ hiểu rõ hơn. Đây là 5. Nếu anh em mà đeo kính này vào mắt, hai mắt là nhìn rất rõ. Dạ. Nên anh em yên tâm. 8. Đấy, em đã giới thiệu sơ qua về cái kính mắt tròng bên em. Và ngoài những mặt hàng này thì bên em có rất nhiều dụng cụ để các anh chơi như bào cua, sóc đĩa, tài xỉu. Thì bên em đó có rất là nhiều chi nhánh, nhưng mà hai chi nhánh lớn đó là Sài Gòn và Hà Nội. Nếu anh em nào ở Hà Nội phía khu vực miền Bắc ấy thì cứ đến bến xe Hà Nội thì em sẽ cho người dẫn các anh vào nhà để test hàng trực tiếp. Còn các anh em nào ở miền Nam ấy thì mình có thể đến bến xe miền Đông và đại lý bên em sẽ đưa hàng cho các anh trực tiếp test thôi. Có dụng cụ thì em đã để cái đường link mô tả bên dưới thì các anh hãy nhắn vào xem và các anh hãy đăng ký kênh. Thì mình kênh của em nó có rất nhiều dụng cụ để chơi, thì mình muốn biết rõ thì mình cứ đăng ký kênh, mình vào kênh mình xem trực tiếp. Thì nếu mà có nhu cầu sử dụng hoặc dùng ấy, thì mình cứ liên hệ tới số điện thoại hoặc là mình inbox hoặc là mình để lại comment hoặc là để gọi điện trực tiếp cho bên em thì bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các anh. Và em xin cảm ơn các anh nha.